Thưa quý vị, khoảng 18 giờ 30 chiều 26 tháng 9 theo giờ địa phương, lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới nước Cộng hòa Cuba đã diễn ra trọng thể tại Cung Cách mạng ở thủ đô La Habana. Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez chủ trì lễ đón. Lễ đón được tổ chức trọng thể theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Trong không khí thắm tình anh em, Bí thư thứ nhất Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại sảnh chính Cung Cách mạng. Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Cuba mang ý nghĩa biểu tượng lịch sử, đồng thời mở ra giai đoạn mới trong quan hệ hợp tác và hữu nghị đặc biệt giữa hai nước với những kết quả thiết thực và bền vững hơn. Trong thời kỳ khó khăn nhất của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam, Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em luôn dành cho Việt Nam sự ủng hộ và giúp đỡ vô cùng quý báu, có hiệu quả về cả tinh thần lẫn vật chất. Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ câu nói bất hủ của lãnh đạo Cuba Fidel Castro: vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Về phần mình, Việt Nam luôn tích cực tăng cường sự đoàn kết, gắn bó và nỗ lực đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả của sự hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nước. Lãnh đạo hai đảng, hai nhà nước nhiều lần nhấn mạnh quan hệ hai nước là biểu tượng của thời đại. Quan hệ chính trị ngoại giao tốt đẹp giữa Việt Nam, Cuba đã tạo đà cho hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước phát triển. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai và đối tác đầu tư lớn nhất ở Cuba đến từ khu vực châu Á và châu Đại Dương. Kim ngạch trao đổi thương mại song phương, hai bên tiếp tục triển khai Hiệp định Thương mại Việt Nam-Cuba ký năm 2018, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2020, với nhiều cam kết ưu đãi thương mại đem lại lợi ích cho doanh nghiệp hai nước và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa song phương. Ngày sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Bí thư thứ nhất Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm thảo luận, đánh giá về thành tựu đạt được, kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Cuba trong thời gian qua và đề ra những phương hướng để tăng cường, nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, đưa quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba bước sang một giai đoạn mới, ngày càng phát triển thực chất và bền vững vì lợi ích của nhân dân hai nước. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Cuba, chiều 26 tháng 9 giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tại tượng đài vị anh hùng dân tộc Cuba José Martí. Cùng dự lễ dâng hoa có đồng chí Roberto Morales Ojeda, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, các thành viên trong đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo một số bộ ban ngành Cuba. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân được mời lên vị trí danh dự và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc Cuba, người đã gieo mầm cho tình hữu nghị giữa hai đất nước anh em ở cách xa nhau nửa địa cầu, khi ngay từ cuối thế kỷ 19 đã có bài bút ký nổi tiếng, một cuộc dạo chơi trên đất của người An Nam đăng trên tạp chí Tuổi Vàng, trong đó ca ngợi truyền thống yêu nước và chống ngoại xâm bất khuất của nhân dân Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân cũng đã tham quan nhà tưởng niệm José Martí trong khuôn viên quảng trường Cách mạng và được nghe giới thiệu về thân thế và sự nghiệp của vị anh hùng lỗi lạc của dân tộc Cuba. Tại đây, các vị khách quý Việt Nam cũng đã được chứng kiến các hoạt động nghệ thuật đặc sắc của Cuba do các cháu thiếu nhi trình diễn. Tại thủ đô La Habana, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Cuba. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao kết quả của đại sứ quán và các cơ quan đại diện trong thực hiện các nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao phó, ghi nhận nỗ lực, sự đoàn kết, tận tâm trong công việc, qua đó đóng góp vào sự phát triển của Cuba và quan hệ hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định những năm qua, quan hệ đoàn kết truyền thống, ủng hộ và hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Lãnh đạo hai đảng, hai nước nhiều lần nhấn mạnh quan hệ giữa hai nước là điển hình giữa hai nước xã hội chủ nghĩa, biểu tượng của thời đại. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong rằng người Việt dù sinh sống ở bất kỳ nơi đâu, truyền thống dân tộc, tinh thần đại đoàn kết, bản lĩnh và trí tuệ Việt sẽ luôn được phát huy, cùng nhau hợp tác làm việc, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, góp phần vào việc thắt chặt hơn nữa tình cảm hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba và đóng góp chung vào việc tăng cường quan hệ song phương.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị đại sứ và tập thể cán bộ, nhân viên đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Cuba phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó, thực sự là cầu nối, thúc đẩy quan hệ và hợp tác song phương, tiếp tục triển khai các thỏa thuận cam kết đạt được trong chuyến thăm, đưa quan hệ hai nước thực sự bước sang một giai đoạn mới. Sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toàn đã tới thăm tặng quà người có công tiêu biểu tại hai huyện Sóc Sơn và Mê Linh nhân kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Tại huyện Sóc Sơn, đoàn đến thăm và tặng quà ông Trịnh Văn Nam, trú tại khối 10, xã Phù Lỗ. Ông sinh năm 1931, tham gia quân đội 6 năm, trực tiếp vào giải phóng thủ đô ngày 10 tháng 10 năm 1954. Khi xuất ngũ, ông trở về địa phương sinh sống cùng vợ và các con, luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tiếp đó, đoàn đến thăm tặng quà ông Nguyễn Văn Mè, trú tại Thụy Hương, xã Phú Cường. Ông sinh năm 1921, đã nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, đã từng tham gia quân đội 30 năm. Tại huyện Mê Linh, đoàn đến thăm tặng quà ông Nguyễn Văn Lộc, trú tại xã Chi Đông. Ông sinh năm 1930, đã nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Ông tham gia thiếu niên thanh niên cứu quốc ở địa phương những ngày đầu kháng chiến năm 1945 và nhiều công tác khác. Tại các gia đình đến thăm, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toàn ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống hàng ngày của các cựu chiến binh, người có công với cách mạng, đồng thời bày tỏ sự biết ơn, tri ân sâu sắc đối với các bậc tiền bối đã chiến đấu gian khổ, cống hiến, hy sinh cho nền độc lập tự do của Tổ quốc và trực tiếp tham gia tiếp quản thủ đô trong ngày giải phóng mùng 10 tháng 10 năm 1954. Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, các cá nhân luôn nỗ lực, cố gắng phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng quê hương, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ và nhân dân noi theo. Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy chúc các cựu chiến binh, người có công và gia đình dồi dào sức khỏe, luôn dõi theo sự phát triển của thủ đô và đất nước, tham gia xây dựng địa phương giàu mạnh. Sáng nay đã diễn ra hội nghị ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân và 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tham dự có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn. Đồng chí Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị đã thông qua báo cáo quá trình triển khai đề án tổ chức các hoạt động hướng tới lễ kỷ niệm. Đến thời điểm hiện tại, Bộ Công an đã phát động hai phong trào thi đua đặc biệt. Phong trào thi đua hướng tới lễ kỷ niệm và phong trào thi đua trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở. Ngoài ra, Bộ Công an cũng xác định 7 nhóm hoạt động trọng tâm trong thời gian tới. Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân và 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là dịp để làm sâu sắc thêm các giá trị lịch sử, truyền thống xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc, giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng Công an Nhân dân và tinh thần đoàn kết của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, tối qua, Ngày hội Văn hóa vì Hòa bình quận Bắc Từ Liêm đã khai mạc. Trong khuôn khổ chương trình, show diễn quảng bá văn hóa truyền thống qua tà áo dài Việt Nam mang thông điệp về hòa bình đã mở màn cho hội chợ xúc tiến thương mại gắn kết quảng bá du lịch văn hóa quận Bắc Từ Liêm năm 2024. Chương trình nghệ thuật Tinh hoa áo dài với 7 bộ sưu tập đến từ 13 nhà thiết kế của Câu lạc bộ Áo dài Việt Nam đã trình diễn các tác phẩm nghệ thuật tôn vinh hình ảnh của người phụ nữ Việt. Những tà áo dài sử dụng chất liệu vải lụa đính kết kim cương để tạo nên hình ảnh quý phái với kỹ thuật cắt may tinh xảo, cầu kỳ trong từng chi tiết. Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam mong muốn truyền tải văn hóa dân gian của người Việt đến bạn bè quốc tế thông qua bộ sưu tập áo dài Phượng Hoàng. Bộ sưu tập không chỉ giúp những người phụ nữ tự tin tỏa sáng bằng vẻ đẹp dịu dàng, ấm áp, mà còn mang thông điệp gắn kết các nền văn hóa, lan tỏa tình yêu hòa bình đến với bạn bè Nam Châu. Đến với kỷ niệm giải phóng thủ đô này thì đây đối với Câu lạc bộ Áo dài Việt Nam thì đây là cái buổi đầu tiên khởi động cho tháng áo dài của Câu lạc bộ Áo dài Việt Nam. Với cái thông điệp là muốn là đưa lại những cái giá trị, tôi muốn tất cả những bạn bè không chỉ ở trong nước mà trên thế giới biết về Hà Nội và họ có nhiều tình yêu hơn Hà Nội thông qua những hoạt động quảng bá văn hóa như này. Mình ở rất xa ấy, mình đi đến đây xa lắm mà mình cũng đi đến đây thấy không khí rất là vui. Mình rất thích áo dài truyền thống.
Chứ còn nếu áo dài phong cách thì mình cũng không thích lắm, mình vẫn thích là truyền thống hơn. Và mình vẫn thích là mang cổ cũng truyền thống, là tay dài thước tha. Những bộ sưu tập đang bày kia tôi rất là muốn là mình có một bộ. Ngoài trình diễn áo dài để quảng bá du lịch, văn hóa, hội chợ xúc tiến thương mại còn giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề truyền thống. Đây sẽ là cơ hội tốt để giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của các địa phương và kích cầu tiêu dùng thị trường nội địa trên địa bàn thành phố. Hội chợ diễn ra từ ngày 26 đến hết ngày 29 tháng 9 năm 2024 tại Quảng trường lớn Công viên Hòa Bình, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Nhân ngày quốc tế loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân lần thứ 10, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm túc tại khóa họp thứ 79 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về tình trạng căng thẳng toàn cầu gia tăng và nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân tái diễn. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh, sự chia rẽ về địa chính trị và mất tin tưởng ngày càng tăng đã làm leo thang căng thẳng và thúc đẩy một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân mới. Người đứng đầu Tổ chức Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế đưa ra thông điệp thống nhất và kiên quyết để loại bỏ mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân. Đề cập đến trách nhiệm của các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, ông Guterres kêu gọi các nước này nêu gương bằng cách tôn trọng các nghĩa vụ giải trừ vũ khí và cam kết không bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân hay đe dọa sử dụng chúng. Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải củng cố và điều chỉnh các hiệp ước và công cụ hiện có nhằm ngăn chặn sự lan rộng và thử nghiệm vũ khí hạt nhân, đặc biệt trong bối cảnh những tiến bộ công nghệ có thể làm gia tăng mối đe dọa. Ông Guterres lưu ý, hội nghị thượng đỉnh về tương lai gần đây, trong đó các nhà lãnh đạo trên toàn cầu đã tái cam kết hồi sinh cơ chế giải trừ vũ khí trong Hiệp ước vì tương lai. Theo ông Guterres, thỏa thuận toàn cầu mới này là một bước quan trọng hướng tới việc đưa thế giới đến gần hơn mục tiêu loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân. Bộ Quốc phòng Israel thông báo Mỹ đã cấp cho nước này khoản viện trợ quân sự trị giá 8,7 tỷ đô la Mỹ với phần lớn sẽ được dùng để bổ sung cho kho vũ khí phòng không đang cạn kiệt. Thông cáo của Bộ Quốc phòng Israel nêu rõ, gói viện trợ của Mỹ bao gồm 3,5 tỷ đô la Mỹ đã được chuyển giao cho Tel Aviv phục vụ các mua sắm thiết yếu và 5,2 tỷ đô la Mỹ dành cho hệ thống phòng thủ tên lửa vòm sắt, hệ thống tên lửa đất đối không David Sling cũng như hệ thống phòng thủ laser công suất cao đang trong giai đoạn phát triển cuối. Theo đài RT, Tel Aviv đưa ra tuyên bố trên sau khi Tổng vụ trưởng Quốc phòng Israel Eyal Zamir gặp Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Amadan Dori tại Lầu Năm Góc. Bộ Quốc phòng Mỹ đã xác nhận cuộc họp nhưng không đề cập đến bất kỳ cuộc thảo luận nào về viện trợ quân sự. Israel đã phát động chiến dịch tấn công quân sự chống phong trào Hồi giáo Hamas gần một năm qua ở dải Gaza và mở mặt trận thứ hai chống nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban trong tháng này. Chưa đầy một ngày trước khi Tel Aviv công khai gói viện trợ quân sự mới nhất của Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cùng người đồng cấp Anh John Healey và người đồng cấp Australia Richard Mallett đã đưa ra lời kêu gọi chung về lệnh ngừng bắn trong 21 ngày giữa Israel và Hezbollah nhằm tránh một cuộc xung đột toàn diện khác có thể tàn phá cả Israel và Liban. Cùng ngày, phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã kiến nghị Mỹ ngừng cung cấp viện trợ quân sự cho Israel để ngăn chặn đổ máu ở bờ Tây và dải Gaza. Bão Helene với sức gió 225 km/h đã đổ bộ vào bang Florida của Mỹ. Theo các chuyên gia, bão Helene có thể trở thành cơn bão mạnh nhất càn quét nước Mỹ trong hơn một năm và gần như chắc chắn là một trong những cơn bão lớn nhất ở vịnh Mexico trong nhiều thập kỷ qua. Helene, cơn bão mạnh cấp 4 trong thang đo bão 5 cấp của Mỹ, đổ bộ bờ biển phía tây của bang Florida lúc 23 giờ 30 phút ngày 26 tháng 9 giờ địa phương, tức 10 giờ 30 phút ngày 27 tháng 9 giờ Hà Nội. Mưa như chút cùng với những cơn gió với sức tàn phá lớn đang càn quét tại khu vực này. Thống đốc bang Florida, ông Ron DeSantis, đã huy động vệ binh quốc gia và ra lệnh cho hàng nghìn nhân sự sẵn sàng ứng trực tham gia tìm kiếm cứu nạn. Trong khi đó, đại diện cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang Dean Criswell cảnh báo, cơn bão này thậm chí có thể gây ra những tác động đáng kể từ Florida cho đến tận bang Tennessee. Theo trang web Power Outage, hơn 1 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp ở các bang Florida, Georgia đã chịu cảnh mất điện từ trước khi bão đổ bộ. Các sân bay Tampa và Tallahassee đã đóng cửa. Một số khu vực trên bờ biển phía tây Florida đã lâm vào cảnh ngập lụt.